Chào mừng bạn đang đến với kênh Mr. Zero bóng đá vui nhộn. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào. Thế giới túp cầu bây giờ nó lạ lắm mọi người ạ. Rõ ràng có những tình huống vẫn đang thi đấu trên sân cỏ. Thế không nào mà tôi lại cứ cảm tưởng là đang ngồi ở sân khấu xem diễn kịch. Cùng xem kịch sĩ đầu tiên nhé. Trong trận đấu giữa Atlético Mineiro và Sao Paulo tại Copa Libertadores, Ronaldinho đã mượn chai nước từ thủ thành kỳ cựu Ceni. Sau khi uống xong thì cựu Sao Barça không di chuyển lên trên hàng phòng ngự đối phương mà lại đứng ở dưới. Trong trường hợp bình thường thì Ronaldinho đã rơi vào thế việt vị, nhưng mà anh lại nhận bóng từ một tình huống ném biên, do đó cầu thủ số 10 thoải mái có pha căng ngang cho đồng đội lập công. Chơi IQ thế rồi, ai chơi lại anh Rô Vẩu ơi. Tình hình là hơi bị ảo James Rodriguez nha, cầm bóng trong sân nhà mà vẫn ra mắt trọng tài thành công, đúng là đẹp trai làm gì cũng đúng. Có cần khác bàn thắng đến vậy không? Kylian Mbappe đưa được bóng vào lưới bằng tay rồi ăn ngay cái thẻ vàng. Ủa, kèo đổi chát gì mà gây nhiều thiệt hại quá Mbappe? Đây không phải Harry Kane mà đó là diễn viên Hà Duy Kiên. Quả ngã không thể mượt hơn của tiền đạo Tottenham đã đánh lừa hoàn toàn trọng tài, và thế là penalty cho gà trống. Cơ mà trên chấm 11m, chính Kane lại là người dứt điểm không thành công, và thế là hòa cả làng, mỗi sát thủ người Anh thiệt nhất. Quả vấp cỏ này của Cristiano Ronaldo đã đi vào huyền thoại làng Mimi chế ảnh bóng đá. Anh bảy đúng kiểu diễn sâu như chưa bao giờ được diễn vậy, ảo thật đấy. Đối thủ còn bị ăn cả thẻ vàng cơ mà. Cách để Luis Suarez quên đi việc cắn người đó chính là hãy để tiền đạo người Uruguay được tự do lăn lộn ngay trên sân bóng. Các bác trông kìa, ôm đầu, ôm chân, ôm cả đối thủ nữa, chỉ mà vật vã quá vậy su thỏ. Biết rằng sẽ phải đối đầu với gã đồ tể Pepe, Dani Alves đã chọn phương án vô cùng khôn ngoan, đó chính là ăn vạ ngay trước khi Pepe kịp đụng trúng chân. Và kết quả, một chiếc thẻ đỏ dành cho trung vệ Bồ Đào Nha. Chiêu thức này chí mạng đó Alves, xin bái phục. Không không, bóng không chạm tay tôi anh Tài ơi, nó đâm thẳng vào trái tim đây này, đau đớn lắm, tôi đang đau lắm, sao bác lại không tin tôi, tại sao lại rút thẻ đỏ với tôi, cuộc đời này thật bất công quá đi à, diễn như không diễn thế mới hay chứ. Ông anh có thể dứt điểm luôn và ăn mừng bàn thắng cơ mà, góc sút rộng như thế này, ấy nhưng mà Bonucci say no các bác nha. Cứ phải múa may quay cuồng chút rồi lại lăn ngã ra sân kiếm pen mất chịu cơ. Thôi thôi, mời ông nhận thẻ vàng hộ, không giải thích nhiều. Lionel Messi đích thị đã tái hiện lại bàn tay của chúa rồi nè. Đúng là khớp trên từng khuôn hình với huyền thoại Maradona, không một chút thừa nha. Một trong những pha cắn người kinh điển của Luis Suarez, nạn nhân lần này là hậu vệ Branislav Ivanovic của Chelsea. Không hiểu kiểu gì luôn, đang yên đang lành lại cứ thích cắn thôi cái anh su thỏ này. Quả câu giờ chất lượng thật, tự tháo dây dài ra rồi xin thêm thời gian để đồng đội qua buộc lại. IQ cứ phải gọi là mang tầm vũ trụ luôn ông bạn à. Cách để ngăn cản cú rẽ trái rồi dứt điểm quen thuộc của Robben chắc cùng cực nhất vẫn là phạm lỗi. Cơ mà Arsenal quả này lại non rồi, dính bẫy của siêu sao Hà Lan luôn, hỏng hết rồi giáo sư ơi. Anh Bảy ơi, mình vẫn đang đá bóng mà, đâu phải chơi bóng truyền đâu. Quả vồ bóng này lại mang tính giải trí, giúp trận đấu bớt căng thẳng à CR7, chứ bình thường đâu ai làm vậy.
Đỉnh cao của một trung vệ đó chính là soạt bóng thành công, song vẫn khiến cho đối thủ bị thổi phạt vì khả năng diễn xuất thượng thừa. Và đó chính là Sergio Ramos với màn ăn vạ tốc độ ánh sáng khiến Juan Corrado trở thành kẻ xấu, dù ông thần ấy còn chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra. Trong bóng đá thì đã có nhiều pha ăn vạ rồi, thế nhưng mà để tự đập gạch vào mặt mình rồi lăn lộn đau đớn như thế này, chắc trên thế giới chỉ có một mình ông thần ấy làm được thôi, ngáo thật sự. Jordi Alba phải tự ngã méo cả chân mới mang về được một quả 11m. Ấy thế mà Lionel Messi lại thản nhiên xúc tạch là thế nào? Hay Empunga là người chơi hệ chính nghĩa? Bạn này dơ không lấy nha. Quả lăn chắc được cả vòng trái đất này của Neymar đã giúp siêu sao Brazil củng cố vững chắc danh xưng ông hoàng ăn vạ xàm xí lố. Cách để vừa có thể bảo vệ khuôn mặt điển trai lại vừa không bị trọng tài thổi phạt, anh em cứ làm theo Sergio Ramos như này nha. Bảo đảm sẽ thành công, cứ mà phải nhớ ôm mặt thật nhanh nha, không là lộ hết bài đó. Ôi dồi ơi, anh trọng tài, thằng kia nó đánh tôi này. Đây đây, vẫn còn dấu tay đây. Mà thôi, bớt diễn đi ông thần, lỗ lằn quá, phạt cái thẻ vàng vì tội làm mất thời gian của nhau nè. Tưởng đâu ông thần này mắc lỗi ném biên không thể nghiệp dư hơn, hóa ra lại là đang câu giờ đó. Đúng là đòn đánh chí mạng mà, 10 điểm sáng tạo. Nói đùa chứ, mới quẹt cái tay như thế thôi mà đã lăn lộn như kiểu là động đất sóng thần đến nơi rồi ấy. Cay thực sự cái đồ quỷ sứ. Thôi xong, lại là Neymar sao? Thế thì chắc chắn có màn ăn vạ nha. Lại còn là bay giữa ngân hà cơ à, ảo diệu thế nhỉ. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu anh em, giờ mà không phạm lỗi thì nó ghi bàn. Thôi thì hy sinh bản thân vì đại sự vậy, cứ rút thẻ đỏ đi trọng tài, tôi nhận hết. Kìa cái tay, bắt lấy cái tay. Thôi đùa chút ấy mà, làm gì mà căng thẳng dữ vậy mấy anh, đẩy không khí sôi động lên chút đi, chứ cần gì bàn thắng đâu. Anh đại Ibrahimovic có tuổi rồi nên hơi cá đuối một chút, bà con thông cảm nha, quan trọng vẫn câu được quả penalty là ấm rồi, a hi hi đồ ngốc. Chỉ là đang giơ tay xin bóng thôi mà, sao cũng biến thành công cụ để ông ăn vạ hay vậy. Chơi lầy chơi lội đến thế thì tôi cũng chịu, trận đấu là của ông tất. Vừa rồi là những tình huống ăn vạ không thể nào cầu diễn hơn của các ngôi sao bóng đá, khiến khán giả cũng phải lắc đầu bó tay. Xin chào và hẹn gặp lại!